Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan tới vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Theo thông tin mới nhất từ phía cơ quan chức năng, công an tỉnh Thái Bình đã có công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói về vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Chiều ngày 1 tháng 12, Tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 3, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Tổ đại biểu đơn vị 3 gồm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Phong, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Chí Thức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Lương Lai, phường 15, quận 11 đã đề cập đến vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo cử tri, ông Nhưỡng được biết đến là người tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nói nhiều sự thật về nhiều vấn đề trong xã hội. Cử tri mong muốn vụ án của ông Nhưỡng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để việc thực thi công lý được công minh, khách quan và tạo sự đồng tình, thuyết phục trong nhân dân, ngay cả người phạm tội cũng tâm phục khẩu phục. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết về vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng đang được điều tra xử lý theo quy định. Ông Trí nói hiện có cơ chế kiểm soát của Đảng và cơ chế kiểm soát của các cơ quan tố tụng theo quy định. Chúng ta theo dõi theo quá trình điều tra tố tụng, không nên sốt ruột, nghi ngờ. Các cơ quan chức năng đang làm theo quy định pháp luật. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu quan điểm, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác, nhưng không giữ gìn thì vẫn vướng mắc bình thường. Cũng trong ngày 1 tháng 12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã có công văn số 1567 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ điều tra vụ Phạm Minh Cường, 37 tuổi, tên gọi khác là Cường Quát, trú ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cụ thể, công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc cũng như kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản của bị can Lưu Bình Nhưỡng. Thống kê danh sách tiếp nhận và kết quả xử lý văn bản theo nội dung trên, gửi kết quả về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình trước ngày 4 tháng 12. Cùng ngày, một lãnh đạo tỉnh Nam Định cho hay tỉnh đã nhận được công văn đề nghị của Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra văn bản gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Nam Định đề nghị thực hiện nội dung trên. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, gửi thông tin, tài liệu về thanh tra tỉnh trước ngày 2 tháng 12 để tổng hợp. Ban Nội chính Trung ương nói về việc ông Lưu Bình Nhưỡng, những sai phạm phải bị xử lý. Trước đó, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, các thế lực phản động lại giở trò vu cáo bôi nhọ. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14 tháng 11, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người hay có những phát biểu tranh luận tại nghị trường, đặc biệt liên quan tới các vấn đề nóng của xã hội. Nhiều phát biểu trong số đó đã bị một số đối tượng lợi dụng bôi nhọ cơ quan đảng, nhà nước, trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước Quốc hội về đạo đức, công lý và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô, lấy cớ xuyên tạc. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống phá, phản động đã lợi dụng vu cáo. Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng, vì ông Lưu Bình Nhưỡng hay nói động chạm đến các vấn đề xã hội, động chạm đến cả các cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự. Chúng còn thần thánh hóa rằng, việc ông Nhưỡng bị bắt, dân mất chỗ dựa, mất nơi gửi đơn kêu oan. Có thể nói đây là luận điệu kích động, xuyên tạc,
thường thấy của các thế lực xấu nhằm đánh cháo bản chất vấn đề. Vụ án mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra không phải là điều tra trực tiếp, từ đầu đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ngày 17 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội danh trên. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép cho khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can, thực hiện hành vi tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào năm 2022, Cường Quát từng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Quá trình bắt, khám xét đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Với các tài liệu có liên quan tới vụ án thu được, việc ông Nhưỡng bị bắt, khởi tố để điều tra vụ án mở rộng Phạm Minh Cường là đảm bảo đúng quy trình tố tụng, tính chất, mức độ vi phạm, sự liên quan của bị can Lưu Bình Nhưỡng trong vụ án Cường Quát như thế nào, hành vi cưỡng đoạt tài sản ra sao, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Tại cuộc họp báo mới đây, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, xem xét. Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, đối với trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng, là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta cần ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Nhưỡng cũng phải được xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ, khi các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ. Pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Vì vậy, để quyết định khởi tố một vụ án, một bị can, đặc biệt là áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam là đã đầy đủ tài liệu chứng cứ. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự ý thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, kiểm soát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, khi người dân chưa hiểu thì có thể còn băn khoăn, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc một số tổ chức cá nhân thù địch, phản động, cố tình đánh cháo bản chất vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng là thủ đoạn không mới. Các đối tượng cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công người bảo vệ công lý, miệt thị rằng sống dưới chế độ độc tài cộng sản thì không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận, lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện, trù dập những người khiến họ không hài lòng. Các đối tượng tung hô cá nhân vi phạm, miệt thị cơ quan tiến hành tố tụng để chống phá hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, chia rẽ nội bộ, phá hủy khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Những luận điệu trên vốn dĩ không phải là thủ đoạn mới, bởi từ trước đến nay, lợi dụng nhiều đối tượng bị bắt, các tổ chức hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại thù địch với Việt Nam như RFA, RFI, VOA, đã đưa ra rất nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, cố tình công kích Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng. Do vậy, người dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, bởi mạng xã hội là miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội, chính trị, sử dụng thực hiện những thủ đoạn xấu, chống phá Đảng, Nhà nước. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng, một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm, dù đó là người có chức vụ quyền hạn hay một người dân bình thường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình, nhưng vì sự tồn vong của chế độ, của Đảng, đòi hỏi phải làm nghiêm, xử lý nghiêm. Đây cũng là một bài học đối với các cán bộ, đảng viên, có chức quyền, dù to hay nhỏ, đều phải sống và làm theo pháp luật. Mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, công bằng trước pháp luật, không có ngoại lệ.
Trước đó, sau khi bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét nơi ở của ông Nhưỡng ở Hà Nội, Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Khám xét nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở Thái Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, thường trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Nhưỡng quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo người dân địa phương, ông Nhưỡng thường xuyên về quê vào các dịp lễ Tết và có các hoạt động kêu gọi kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cũng như công tác an sinh xã hội. Một lãnh đạo xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà cho biết, tối ngày 14 tháng 11, lực lượng công an đã đến khám xét ngôi nhà liên quan tới ông Nhưỡng ở thôn Hà Lý. Lực lượng công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông báo với công an xã, chính quyền địa phương và 10 phối hợp chứng kiến việc khám xét ngôi nhà mà ông Nhưỡng thường về ở quê. Ngôi nhà này là nơi thờ cúng bố mẹ ông Nhưỡng. Thời điểm xảy ra việc khám xét, một người hàng xóm được gia đình ông Nhưỡng nhờ trông coi, dọn dẹp tại đây. Việc ông Nhưỡng bị bắt và khám xét ngôi nhà kể trên khiến cho lãnh đạo xã, người dân địa phương hết sức bất ngờ. Một người hàng xóm ngõ đối diện với ngôi nhà nói trên của ngôi nhà ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông quá bất ngờ và gần như không tin việc ông Nhưỡng lại bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Văn Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng, người được cơ quan điều tra mời đến chứng kiến, phối hợp việc khám xét ngôi nhà trên cho hay. Trước sự chứng kiến của chính quyền, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này. Ông Hoạch thông tin thêm, ông cụ thân sinh ông Nhưỡng mất đã lâu, hơn chục năm rồi. Bà cụ thân sinh thì mới mất cuối năm ngoái. Anh em cũng đều công tác, sinh sống ở Hà Nội là chính, nên ngôi nhà này phải nhờ một người hàng xóm trông nom, dọn dẹp giúp hàng ngày. Ngôi nhà 2 tầng ở quê của gia đình ông Nhưỡng được làm bằng gỗ kết hợp với gạch, bê tông. Xung quanh là vườn cây với nhiều cây lớn, hoa khác nhau. Hai cánh cổng dẫn vào ngôi nhà làm bằng gỗ đặc hiện đã được khóa kín, kích thước khoảng 3m x 3m. Phía trên cổng có dòng chữ Ngũ Phúc Lâm Môn được khắc chạm cầu kỳ, đẹp mắt. Hai bên, mỗi bên có một câu đối. Hàng xóm xung quanh gia đình ông Nhưỡng cho biết, anh em trong gia đình ông đều đi công tác xa, nên ngôi nhà thường đóng cửa, phải nhờ người trông nom dọn dẹp. Bản thân ông Nhưỡng thường xuyên về quê và lưu trú tại ngôi nhà này. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của xã Hùng Dũng chưa hết bất ngờ, ngỡ ngàng trước thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt tạm giam đang gây xôn xao dư luận. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Dũng nói, thực sự là chúng tôi cũng không ngờ, không nghĩ lại xảy ra việc thế này. Anh Nhưỡng sinh ra ở đây, dù công tác ở Hà Nội và nhiều nơi, nhưng anh ấy cũng hay về quê, tham gia các công tác của xã như kêu gọi, tài trợ quà Tết cho người nghèo, các hộ khó khăn tại địa phương. Hôm qua lúc công an đến khám xét nhà anh ấy ở quê, thì tôi không tham gia nên không biết cụ thể thế nào. Đại diện chính quyền xã có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chứng kiến đầu đuôi nên anh ấy mới biết. Khi được hỏi về quan hệ giữa Cường và ông Lưu Bình Nhưỡng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, ông Lưu Bình Nhưỡng không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng hình sự Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, thường gọi là Cường Quát. Theo vị lãnh đạo này, cả gia đình bố mẹ của Phạm Minh Cường đều là người địa phương từ nhiều đời nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Xuân khẳng định, giữa Cường và ông Nhưỡng có thể là mối quan hệ cá nhân ngoài xã hội thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông Nhưỡng xuất hiện tại địa phương. Anh Phạm Minh Tê, anh trai của Phạm Minh Cường cho biết, đã nắm được thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan tới vụ án của em trai mình. Tuy nhiên, anh Tê khẳng định ông Nhưỡng không hề có quan hệ họ hàng gì với gia đình anh. Anh Tê cho hay, gia đình tôi không có quan hệ họ hàng gì với ông Nhưỡng đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ông Nhưỡng cả. Trước đó, như đã đưa tin, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án. Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Quá trình bắt, khám xét, cơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp, đồng thời khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường cùng hàng chục đàn em có liên quan để phục vụ điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn do nhóm đối tượng này gây ra. Sau quá trình bắt giữ và thực hiện khám xét, Cường Quát và các đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật, tài liệu cũng đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, các cơ quan đang làm thủ tục để đình chỉ sinh hoạt đảng và tạm đình chỉ công tác với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ngày 16 tháng 11, một lãnh đạo cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đối với cán bộ khi bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nào đó, người này sẽ bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác. Còn với quy định của Đảng, tại Điều 17, Quy định 22, QĐ-TVK của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng nêu rõ. Khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giữ, bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố bị can hoặc bản án có hiệu lực pháp luật đối với công dân là đảng viên thì chậm nhất là 3 ngày, thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó. Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán, không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét xử lý kỷ luật. Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán, nếu thấy cần thiết, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật đảng đối với đảng viên đó. Ông Lưu Bình Nhưỡng vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1987, khi đó ông mới 24 tuổi. Ông có học vị tiến sĩ, từng là đại biểu Quốc hội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện vào tháng 9 năm 2018. Thưa quý vị, hiện vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt vì cưỡng đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.